chúng. Đó, đúng rồi, rất tốt. Rồi, nào, cười, thấy không? Cái chỗ cái phần này nó nở ra hơn đúng không? Há miệng, con nhìn cái cung răng lại, thấy chưa? Cái này được ép xuống đây này, cái hàm hàm to chắc khỏe nhưng mà chỗ này nó bị ngả về đây. Bây giờ bác ra lấy thêm chỗ đấy nào, há miệng. À, ngậm ngậm vào nhỏ nhỏ thôi, áp sát luôn vào cái ngón cái của bác ấy. Đúng rồi, đúng, rất tốt. Đã ra đây thế này, đúng rồi, đúng rồi. Nhìn đi, lại sang gương nhìn thấy cái hàm há, thấy nó được mở đẩy lên thêm chưa, đúng chưa? Đó, đây hàm to chắc khỏe nhưng mà nó bị nằm ẹp một bên thế nó đổi lại. Thêm tí nữa nhá. Phải giữ chắc ở đây để nới ra. Đúng rồi, con nhìn đi. Ấy, thêm nữa chưa? Há há cho bây giờ còn thêm bên này. Bên này nó có bị nhưng mà nó vàng ít hơn, để thêm tí nữa. Tốt. Rồi, nhìn đi. Thấy không? Cười bắt cười nào. Cười xòe ra. Đúng rồi, chọc răng là nào nhỉ? Cười. Bây giờ nhìn thấy trên này có răng đúng không? Thấy răng nhưng bên này nó bị khuất đây đúng không? Răng nanh thì vẫn đấy. Nào, cái này thì nới cái cung bên này ra nào. Đúng rồi. Rất tốt. Căng tí nó buông, nó có đau đớn gì đâu. Nào, xoay gương. Nhìn thấy không? À, thấy bên này nở ra chưa? Vẫn khởi không? Chắc Lanh cười duyên quá. Ừ. Rồi, chỗ này ra thêm cái này. Đúng rồi, nó nở nang cái da thịt ra. Và xoay gương thấy ấy, làm được làm mấy buổi mà cái da nó sáng mượt ra không? Nhìn, thấy chưa? Nở chỗ này ra hơn không? Mà hồng hào cái má đây này, đi đánh phấn đây này. Thêm ít nữa nào. Mỗi ngày này ra thêm. Tất cả hai chị em đều cái hàm nó lớn mà răng nó to chắc khỏe. Nhưng mà làm này cô làm thì hơi vất vả. Đấy, phải tăng da lực mà. Cười thấy không? Bây giờ lấy các cái phần môi này, các cái phần mỏ này cho nó điệu. Cong cong điệu điệu. Nó môi mọng hơn rồi đấy. Về uống nước đủ thêm nhá. Nước rồi đường mía hạt thủ ô. À mà đường mía hạt thủ ô hết rồi còn đâu. Trước nhà con có mua được cái nào không? Có à? Ừ đấy, uống nhá. Hôm qua vừa mua xong. Ừ, bay hôm qua vừa mua xong bay. Hôm nay hết rồi. Mọi người đặt mà. Đặt ở đấy mà. Mà bây giờ lên mũi nào. Ừ. Mũi xinh này. Cái mũi xinh, đúng rồi, nhìn đi. Đấy, hôm nay nó nở được hai cái bên này ra này, mũi lên nhẹ nhàng hơn đúng chưa? Nào bây giờ lên chỗ mắt này nữa này. Đấy, thành bầu má baby, 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 nhìn đi con. Thấy không? Đấy, phấn khởi. Bên này, xong lại thêm cái mũi lên tí nữa. Cả nhà lại thành Ấn Độ. Hôm nay mẹ có đi không? Bố đèo à, bố đèo hai gái rượu của bố đi à? Nào cúi xuống hết cỡ. Đúng rồi. Một tí. Được rồi. Đi đi. Xem rồi. Ngồi ra đây. Ngồi đây còn một tí nữa. Buộc cái tóc ra nha. Còn tí nữa cúi xuống để thấy thêm. Xong, nhìn nào, xong gương này nào. Trời ơi, lại mọc lên, thấy chưa? Cao chót vót chưa? Mọc lên,
Bây giờ cô Ánh làm cháu phần mềm nhé, phần mềm phần mềm làm xong hết rồi chị. Thì bây giờ xuống thôi. Bây giờ chị tắt cái nha. Xong rồi.